chào toàn thể quý vị khán giả hâm mộ bóng chuyền. Xin mời quý vị các bạn đến với sân Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn để theo dõi trận thi đấu trong khuôn khổ bảng A giữa hai đội. Đội mang trang phục màu đỏ bên tay trái màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn là đội câu lạc bộ Chợ Đồn Mến Yêu. Đội bên tay phải màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn là đội Bắc Nặng. Hai đội đang chuẩn bị tiến hành làm thủ tục vào sân thi đấu. Đây là trận tranh ngôi đầu bảng giữa hai đội. Đội Bắc Nặng là đội đương kim vô địch bóng chuyền da của tỉnh Bắc Cạn. Còn phía bên này là đội câu lạc bộ Chợ Đồn Mến Yêu. Đội bóng trẻ thi đấu của câu lạc bộ tuổi đời trung bình 20 tuổi. Vị trí số 1 Minh Hiếu, mang áo số 14. Vị trí số 2 đội hình ra sân của các cầu thủ. Vị trí số 3 Mạnh Dũng, mang áo số 2. Vị trí số 4 Thế Lương, mang áo số 6. Vị trí số 5 Phúc Khởi, mang áo số 20. Và vị trí số 6 là Quang Thắng. Tại trận đấu này, Hoàng Ngọc Giang, mang áo số 2, đăng ký video. Bên này là đội câu lạc bộ vị trí số 1 mang áo số 4 Ngọc Hướng, vị trí số 2 mang áo số 10 Văn Đức, vị trí số 3 mang áo số 9 Văn Tuyến, vị trí số 4 xin mời đội trưởng đội Bắc Nặng ra kiểm tra lại cái vị trí sân. Các bạn đăng ký nhầm sao rồi? Vị trí số 4 mang áo số 9 Văn Tuyến, vị trí số 5 mang áo không số Văn Đăng, vị trí số 6 mang áo số 5 Văn Chương. Đội Bắc Nặng đăng ký Văn Hưng và Đi Mao Vũ. Văn Đăng tư tế số 5 là vận động viên mang áo số 3 đội Bắc Nặng. Mời đội Bắc Nặng ra sân. Xin mời các vận động viên Bắc Nặng quay lưng lại để 4, 10. Đề nghị các huấn luyện viên rời ra đường biên. Đội câu lạc bộ Chợ Đồn Mến Yêu phát bóng trước. Vậy là ở hiệp đấu đầu tiên này thì đội câu lạc bộ Chợ Đồn Mến Yêu sẽ là đội phát bóng trước. Đề nghị các huấn luyện viên chúng ta rời xa đường biên để cầu thủ phát bóng là số 14 Nguyễn Minh Hiếu. Số 0-0. Trận đấu bắt đầu. Pha nhảy phát bóng tấn công. Và đánh bóng ra ngoài. Điểm cho các cầu thủ Chợ Đồn Mến Yêu. 1-0. Tiếp tục là pha phát bóng của Minh Hiếu. Phát bóng chưa qua lưới. Này phát bóng không qua lưới. Dũng chụp bóng các bạn. 1-1. Điểm 1-1 cho Bắc Nặng. Pha bóng nhỏ rất khéo của các cầu thủ Chợ Đồn Mến Yêu. Điểm 2-1 cho Chợ Đồn Mến Yêu.
điểm cho Chợ Đồn Bến Yêu. Đây là 30 điểm của cầu thủ mang số 6 bên phía Chợ Đồn Bến Yêu. Và bắt một cú lối không hiểu ý của hai cầu thủ Ngọc Đức và Viết Hướng. Điểm 3-1 cho Chợ Đồn Bến Yêu. Tuy nhiên giống như một cỗ máy dầu, các bạn lại tăng tốc sức khỏe về giai đoạn phía sau. Điểm 3-1 cho câu lạc bộ Chợ Đồn Bến Yêu. Và đánh bóng tốt của cầu thủ Bắc Nặng của vận động viên số 3. Điểm 2-3 cho Bắc Nặng. Đội trưởng của đội các bạn phát bóng. Điểm 3-3. Của các cầu thủ Chợ Đồn Bến Yêu. Bỏ nhỏ của Dương Trường. Tiếp tục pha bỏ nhỏ của Mạnh Dũng không thành công. Hai pha bỏ nhỏ liên tiếp. Chợ Đồn Bến Yêu tấn công. Vị trí số 4. Bóng ra ngoài, điểm cho các cầu thủ Chợ Đồn Bến Yêu. 4-2. Chào các bạn, điểm 4-3 cho Chợ Đồn Bến Yêu. Chúng tôi tin rằng các cầu thủ trẻ sẽ có động lực thi đấu hơn rất nhiều và khát khao chiến thắng. Và phạt bóng không vào lưới của Mạnh Dũng. Các cầu thủ trẻ có thượng. Tuy nhiên, kinh nghiệm, bản lĩnh tự mạng. Điểm 4 đều cho Bắc Nặng. Của Chợ Đồn Bến Yêu thiếu. Và chúng ta tin rằng khi thi đấu với những đội bóng như Bắc Nặng thì Chợ Đồn Bến Yêu các cầu thủ trẻ sẽ thắng lớn. Tấn công và bóng trong sân, bóng trong sân điểm cho Chợ Đồn Bến Yêu. 5-4. Rất đáng tiếc, phát bóng ra ngoài. Đã để mất rất nhiều điểm bởi cú phát bóng không qua lưới hoặc là phát bóng ra ngoài. Chúng ta cần phải chất chi hơn, không làm phát bóng. Và đánh bóng của Minh Hiếu. Trọng tài quyết định bóng ra ngoài cột đăng ken giới hạn. Điểm tiếp cho Chợ Đồn Bến Yêu. 6-4. Thưa các bạn, điểm 6-5 cho Chợ Đồn Bến Yêu. Cách biệt chỉ là một điểm mà thôi. Và đánh bóng của Viết Hướng. Điểm 6 đều cho Bắc Nặng. Tấn công xoay của tay rất xuất sắc. Và đánh bóng tốt của số 9 bên phía Bắc Đặng. Điểm 8 đều cho Bắc Đặng. Và phạt bóng của số 10 Trương Ngọc Đức. Và đánh bóng tốt của Mạnh Dũng ở vị trí số 3. Nguyễn Mạnh Dũng đến từ pha đánh bóng tại vị trí số 3. Thị trấn Nà Phạc. Pha đánh bóng chiến thuật Ngân Sơn. Bóng em là học sinh lớp 11 phần sân của đội Bắc Đặng. Trường phổ thông. Điểm dành cho Chợ Đồn. Nà Phạc. Bóng trong sân và ghi điểm của Lai Dương Quế. Điểm 9 đều cho Bắc Đặng. Và phạt bóng của trên 2 Hà Việt Dũng. Vẫn còn. Và không hiểu ý của các cầu thủ
Rồi mới điểm, điểm 19 cho Phát Đặng. Tiếp tục là pha phạt bóng của Việt Dũng. Chuyền hai bên phía Phát Đặng. Bước một lối của các thủ chơi đôi Mến Hiểu. Điểm 11-9 cho cầu thủ Phát Đặng. Và chắn bóng tốt của chủ công là Dương Tuyến. Không vượt qua điểm 12-9 cho Phát Đặng. 12-9. Và đánh bóng tốt của Lai Dương Tuyến. Điểm 13-9 cho các cầu thủ Bắc Đặng. Bên mang áo số 9 đội Bắc Đặng. 13-9. Tiếp tiếp là những pha phạt bóng của chuyền hai Hà Việt Dũng. Được một tốt cơ hội cho chuyền đôi Mến Hiểu. Rất đáng tiếc một pha bỏ nhỏ không thành công. Chưa hiểu ý. Điểm 14-9 cho các cầu thủ Bắc Đặng. Số 3 chiến thuật. Tuy nhiên không thành. Chúng ta cùng chờ xem các bạn từ đồn người yêu sẽ xử lý tình huống này thế nào. Đây, và đánh bóng tốt của Minh Hiếu. 10-14. Điểm 10-14 cho các cầu thủ điểm. Tốt đội Minh. Cho đội Minh Hiếu. Lập tức là pha phạt bóng của Mạnh Dũng. Dương Trường và ra tay số 4 của Lai Dương Trương không qua lưới. Cầu thủ số 5. Điểm 11-14 cho đánh bóng chưa qua lưới Mến Hiểu. Và đánh bóng tốt dân của cầu thủ Phát Đặng. Libero Hoàng Giang không điểm được phá bóng vừa rồi. 15-11. 15-11. Và phạt bóng của Lai Dương Tuyến. Cơ hội cho chuyền đôi Mến Hiểu. Không được. Và bóng rất nhẹ. Viết Hướng. Và đánh bóng tốt của Viết Hướng. Điểm 16-11 cho các cầu thủ Phát Đặng. Điểm số 16-11 là một trong những ứng cử viên vô địch của giải đấu này. Và phán đoán sai tình huống của Viết Hướng. Vâng, anh rồi thì tưởng bóng đã đi ra ngoài, đến lúc phát hiện ra bóng trong sân thì đã muộn. Bóng ra ngoài. Đã có một pha bóng. Điểm 12-16 cho xử lý bóng ngoài sân Mến Hiểu. Và đánh bóng tốt của điểm dành cho đội Phát Đặng 17-12. Nguyễn Trường 17-12 cho Phát Đặng. Các bạn lưu ý là tại mỗi trận đấu, mỗi hiệp đấu thì mỗi đội có hai quyền, hai lần hội ý và một lần hội ý chiến thuật. Đến giờ phút này thì hai đội Trần Đồn cũng như là Phan Nam chưa tận dụng quyền chiến thuật của mình. Phòng thủ không thành công và đánh bóng tốt của Minh Hiếu. 13-17 cho Trần Đồn Mến Hiểu. Bóng vẫn còn. Và đánh bóng rất uy lực của Minh Hiếu, tuy nhiên bóng ra ngoài. Rất đáng tiếc. Điểm 18-13 cho Phát Đặng. 18-13. Tiếp tục là Minh Hiếu. Tốt của Minh Hiếu. Điểm 14-13. Mặt tay trắng. 14-18 cho các thủ chơi đôi Minh Hiếu. 14-18. Chắn bóng tốt. Điểm cho chuyền đôi Mến Hiểu 15-18. Tuyến đã có một pha cứu bóng bằng chân. Anh cũng là một trong những ứng cử viên của các vận động viên tham gia giải bóng đá. Tuy nhiên pha bóng vừa rồi chưa thật sự thành công. Quả nhỏ của Trần Ngọc Đức. Bóng vẫn còn.
vẫn còn. Rất đáng tiếc, bóng không vào lưới của Viết Hứa. Điểm 68 cho Chợ Đồn Bến Hiểu. Thần may mắn đã đúng về câu lạc bộ Chợ Đồn Bến Hiểu. Đường là ngon. 16-18. Bỏ nhỏ. Chỉ còn. Đáng tiếc và đánh bóng ra ngoài. Nhưng pha bóng vừa rồi thì không. 19-16. Điểm 19-16 cho Bắc Nặng. Chạm mang tên rơi ạ. Điểm cho Bắc Đặng 20-16. Bóng đã ra ngoài. Và bật rất cao của Làng Dương Quế, cầu thủ cao nhất ở trên sân. Anh ấy cao 1m85. Văn Quyến có một pha đánh bóng rất nhẹ nhàng khi anh có quả bật nhảy đánh bóng chiếc chạm. Điểm 21-16 cho Bắc Đặng. Rất tiếc, bóng ra ngoài, rất đáng tiếc, vừa là pha đánh bóng của Mạnh Dũng. 22-16. Điểm 22-16 cho các cầu thủ Bắc Nặng. Đánh bóng không qua lưới, vừa là pha đánh bóng của Minh Hiếu. Điểm 23-16. Biệt 7 điểm cho các cầu thủ Bắc Nặng. Chúng ta yếu nhất này. Dù kết quả trận đấu này có thế nào đi chăng nữa của các cầu thủ chơi đồn Bến Hiếu ra ngoài, điểm 24-16 là những người chiến thắng. Set point kết thúc trận đấu cho phải chiến thắng kết thúc trận đấu đầu tiên cho các cầu thủ đúng sức của mình, đúng với phong độ và đẳng cấp của mình vốn có. Và vì vậy những pha bóng vào và những pha bóng bị ảnh hưởng của Minh Hiếu không nên có trong trận đấu này. Điểm 17-24 cho chơi đồn Bến Hiếu. Điểm 18-24 cho các cầu thủ Chợ Đồn Bến Hiểu. Rất đáng tiếc và phạt bóng không có lưới. Điểm 25-18 kết thúc trận đấu đầu tiên, đội Bắc Đặng giành chiến thắng 25-18 trước cầu thủ Chợ Đồn Bến Hiểu, qua đó tạo một lên dẫn trước cầu thủ Chợ Đồn Bến Hiểu với tỷ số 1-0. Đội Bắc Nặng đã có lỗi ở trong sân. Mời quý bạn tiếp tục theo dõi trận thi đấu thứ hai giữa đội câu lạc bộ Bến Hiểu gặp câu lạc bộ Bắc Nặng. Điểm số hiện tại ở trận thi đấu thứ hai hiện là 1-0. Điểm 2-0 cho các cầu thủ đội Bến Hiểu. Đội Chợ Đồn tiếp tục dẫn 2-0 trong những pha bóng đầu tiên. Rất đáng tiếc và pha phạt bóng không có lưới. Điểm 1-2 cho Bắc Nặng. Chợ Đồn các bạn phải thi đấu thoải mái lên và hứng phấn hơn nữa. 1-2 và phạt bóng của Hà Đăng. Vậy là ở hiệp đấu thứ hai này Hà Đăng đã được vào sân. Trọng tài bắt lối vị trí của các cầu thủ Chợ Đồn Bến Hiểu. Điểm tiếp theo, điểm hai đều cho Chợ Đồn Bến Hiểu đã bị lỗi vị trí. Và đánh bóng tốt của Trương Ngọc Đức. Điểm 3-2 cho Bắc Nặng. Tiếp tục là pha phạt bóng của Hà Đăng. Điểm
Điểm 3 đều cho các thủ sẽ đồn bên yêu. Điểm số bây giờ là 3 đều cho các bạn, các vận động viên sẽ đồn bên yêu. Vâng, bóng vẫn còn. Và ghi điểm của Lai Dương Tuyến, điểm 4-3 cho Park Đắc. Và phát bóng của trên 2 Thiên Dũng. Vâng, một pha giằng co của hai đội. Cơ hội cho trận đột phía điều. Bóng vẫn còn. Và bóng trong sân và đánh bóng tốt của Lai Dương Tuyến. Lai Dương Tuyến điểm 5-3 cho Park Đắc. 5-3. Với chiều cao của mình và kinh nghiệm thi đấu nhiều đấu trường, tài xác định lối dính bóng của cao thủ trợ đồn Mến Yêu. Điểm 6-3 cho Park Đắc. Lối dính bóng và điểm tiếp tục dành cho đội Park Đắc. Còn phòng thủ tốt của thủ Park Đắc. Rất đáng tiếc và đánh bóng không qua lưới của cầu thủ chơi đôi Mến Yêu. Điểm 7-3 cho Park Đắc. Tiếp tục là điểm số dành cho đội Park Đắc. Và bỏ nhỏ rất hay của trên hai bên phía rồi trận đồn Mến Yêu, thì điểm 4-7 cho trận đồn Mến Yêu. Hai của đội trận đồn Mến Yêu đã có một pha bỏ nhỏ sức thông minh kiếm lại một điểm dưới sự ngỡ ngàng của các vận động viên đội Park Đắc. Và đánh bóng tốt của trận đồn Đức tướng Văn Đức vừa có một pha tấn công. Điểm 8-4 cho Park Đắc. Như quý vị và các bạn đã biết thì các vận động viên của trận đấu Mến Yêu là những vận động viên trẻ. Coi đây là một dịp để cọ sát. Bóng trong sân là ghi điểm của Minh Hiếu. Thi đấu điểm 5-8 cho trận đấu Mến Yêu. Khác cao. Còn các vận động viên đội Park Đắc là những nhà vô địch của những năm gần đây và là cánh đôi và là những đơn vị có thành tích dẫn đầu về môn bóng chuyền ra ngoài. Và đánh bóng của 6-8 Lai Dương Trường. Điểm cho các thủ chơi đồn Mến Yêu 6-8. Cách biệt được tập trung ngắn không còn 2 điểm cho các thủ chơi đồn Mến Yêu. Trọng tài bắt lối dính bóng của các cầu thủ chơi đồn Mến Yêu. Điểm Park Đắc 9-6. Tuyển 2 của đội trận đồn Mến Yêu tiếp tục mắc lỗi dính bóng. Quý vị và các bạn lưu ý khi chuyền bóng cao tay, bóng chỉ phạt bóng không qua lưới của các đầu ngón tay và các chai tay. Điểm chạm bóng phải cao trên trán hoặc trên đầu của vận động viên. Nếu để bóng đến cằm hoặc xuống ngực hoặc là bóng giữ điểm lại 7-9 cho trận đồn Mến Yêu. Trong các pha bóng thì trọng tài xác định đó là những pha và đánh bóng không qua lưới của Hà Đăng. Điểm 8-9 cho trận đồn Mến Yêu. Đặc biệt lưu ý điều này. 8-9. Bóng ra ngoài. Điểm 9 đều cho trận đồn Mến Yêu. Và phòng thủ tốt. Rất hay. Một đánh bóng chéo sân của Minh Hiếu. Đôi điểm cho đồn Mến Yêu. Đã có cho đồn Mến Yêu. Đi du ngủ. 10-9 các vận động viên đội Park Đắc. Vậy là cho đồn Mến Yêu đã vượt lên trước cao thủ Park Đắc.
bóng ra ngoài và đánh trồng của Việt Dũng và Việt Hướng. Điểm 11-9 cho trợ đội Miền Yêu, cách biệt 2 điểm cho cao thủ trợ đội Miền Yêu. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ giải trợ đội Miền Yêu mở rộng năm 2021 thì chúng ta vui mừng được đón 3 đội bóng ngoài địa bàn, đó là đội Súng Sport các bạn, đội xã Cao Thượng huyện Ba Bể và đội của đại học của Dương Quyến Khoa học và Công nghệ Thông tin Thái Nguyên đến huấn luyện thành công của các đội trận đấu Miền Yêu. Điểm cho đội, cho các vận động viên trẻ huyện Bắc Nặng 10-11 cọ sát là cơ hội cho khán giả trận đấu được chứng kiến pha bóng hay và phạt bóng của Dương Trường đặc sắc mới lạ, rất khó một pha phạt bóng bay lỏng rất khó chịu của trận đấu Miền Yêu. Các đội trận đấu Miền Yêu đã đứng 1-0 thành công. Điểm 11 đều cho Bắc Đặng. Tại trận đấu này, chúng ta chủ yếu được chứng kiến các pha bóng ở vị trí số 2, vị trí bóng trắng tay của Ngọc Đức ra ngoài. Điểm 12-11 cho trận đấu Miền Yêu. Chúng ta chưa được lại là ba cái điểm của Miền Yêu. Các đội đang giữ miếng cho mình hoặc là các đội đang cố tình giấu bài để giành những chiến thuật đó cho các trận bán kết và trận chung kết. Chắc chắn chúng ta sẽ được gặp lại trận đấu Miền Yêu và Bắc Đặng. Đây là một tốt của Hà Đặng mang tính thủ tục, tuy nhiên điểm 12 đều cho Bắc Đặng, tính tranh nhất bản. Hà Đặng là cầu thủ đến từ xã Bằng Thành. Điểm bây giờ lại là 12 đều. Tiếp tục là phía đường phát bóng. Vâng, một pha chuyền bóng khá khó dành cho vận động viên tấn công của trận đấu Miền Yêu. Đánh bóng không vào lưới, điểm 13-12 cho đây các cầu thủ Bắc Đặng. Điểm số, xin lỗi, 13-12. Những điểm số bản lề của hiệp thi đấu thứ hai. Những điểm số hết sức quan trọng. Và bỏ nhỏ rất thông minh. Điểm 13 đều cho trận đội Miền Yêu. Trọng tài ra định lối 4 chạm của các cầu thủ cho đội Miền Yêu. Điểm 14-13 cho Bắc Đặng. Trong pha bóng vừa rồi thì đội Miền Yêu đã và phạt bóng của Hà Đặng. Bước một tốt. Hội cho trận đội Miền Yêu bỏ nhỏ, không qua được hàng chắn của Bắc Đặng. Rất hay. Vừa rồi chúng ta có thể thấy xử lý rất kinh nghiệm của Lại Dương Quế. Anh không quan sát nhưng có pha bỏ nhỏ rất thông minh. Điểm 15-13 cho Bắc Đặng. 15-13. Và ghi điểm tốt của các cầu thủ trợ đội Miền Yêu. Điểm 14-15. 14-15. Mà tán bóng tốt, điểm 15 đều. Và đánh bóng không qua được hàng chắn của thủ trợ đồn Miền Yêu của Văn Đức. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì Văn Đức bây giờ cũng đã bước sang tuổi thứ 32. Và nhú nhanh rất hay của Việt Dũng và Lại Dương Quyến của các bạn tuổi 18. Điểm 17. Đó là chuyện rất bình thường. Điểm 16-15 cho Bắc Đặng của mình thì đội Bắc Đặng vừa giành được một điểm 16-15. Và đánh bóng không vào chắn của các cầu thủ trợ đội Miền Yêu. Điểm Bắc Đặng 17-15. Lần đầu tiên là ngày hiệp các cầu thủ trợ đội Miền Yêu xin tặng lời ý chiến thuật lần thứ nhất ở set thi đấu thứ hai. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ở bên phía tay trái bàn thư ký
các vận động viên rong dọc cao. Đây là các cầu thủ của xã trẻ Cao Thượng và đẹp trai kia sân. Chính là các vận động viên của xã Cao Thượng. Và đây cũng là những gương mặt thân quen của làng bóng chuyền tỉnh Bắc Cạn. Tại đó chúng ta có thấy một vận động viên Tố Văn Hậu, hết thời gian là những người cũ của trận đồn chúng ta. Trận đấu tiếp tục. Vậy là đội trận đồn Nguyễn Yêu, đội trận đồn Nguyễn Yêu có sự thay đổi người. 22 số 3 ra sân và số 3 là Hoàng Phú đến từ Nam Bắc vào sân. Đây là một con áp dô của đội trận đồn Nguyễn Yêu. Chúng ta cùng chờ xem số 23 sẽ làm gì. Và số 23 đã ra tay của La Hoàng Phú không qua được hàng tránh của Bắc Nam. Điểm 18, 19, 15 cho các cầu thủ Bắc Nam. Chờ đồn có lên. Và đánh bóng tốt của Lan Xuân Tuyết. Điểm 20, 15 cho các cầu thủ và những cú nhảy chưa thật sự là dùng hết sức. Và phòng thủ tốt của các cầu thủ Bắc Nam bóng vẫn còn cơ hội cho trợ đồn Mến Hiệu. Trợ đồn có bốc tốt rồi và bỏ nhỏ rất không tiếc. Qua được hàng chắn của Bắc Nam nào sau cả bóng vừa rồi. Điểm cho Bắc Nam 21-15. Bắc Nam 21-15. Vẫn còn và vòng thủ tốt của cái đứa yêu thích những pha bóng kiểu này khi mà người tấn công cũng xuất sắc, người phòng thủ cũng hết mình. Điểm số vẫn còn rồi. Đánh bóng chạm lưới của Bắc Đạm điểm cho trận đồn Mến Yêu 16-21. Chạm lưới và điểm dành cho trận đồn Mến Yêu. Và ra tay rất hay của Lai Dương Trương. Một pha bóng. Điểm 22-16 cho các cầu thủ Bắc Nam. Và phạt bóng của Lai Dương Tuyến. Bóng ra ngoài rất đáng tiếc. Điểm 17-22 cho trận đồn Mến Hiểu. Bóng đã ra ngoài. Cách biệt bây giờ đang là 5 điểm. Đúng còn. Một pha di chuyển rất hay của Văn Đức. Phòng thủ tốt. Và ghi điểm rất tốt của Minh Hiếu. Vâng, nhưng mà Văn điểm. Đức đã để bóng 18-22 cho trận đồn Mến Hiểu. Bóng trong sân. Điểm cho đội trận đồn 18-22. Cách biệt là 14, là 4 điểm. Vâng, vượt pha di rất chuyển tốt và đánh bóng của Dương Trương. Đánh được hàng chắn của đội tuyển trận đồn Mến Hiệu. Điểm 23-18 cho Bắc Nam. 23-18. Chúng ta cùng chứng kiến một pha phát bóng tấn công. Và nhảy phát bóng tấn công của Ngọc Đức. Rồi là pha chuyền hai hơi khó của các cầu thủ trận đồn Mến Hiệu. Vâng, tôi đoán điểm 24-18 cơ hội set point cho các thủ Bắc Đạm. Tiếp tục là một pha phát bóng tấn công, tiếp tục là nhảy phát bóng tấn công của Triệu Ngọc Đức, cầu thủ đến từ xã Bộc Bố Bắc Đạm. Rất đáng tiếc phát bóng không qua lưới. Điểm 19-24 cho trận đồn Mến Hiểu. Minh Hiếu và đánh bóng tìm chim của Minh Hiếu. Vừa rồi thì Minh Hiếu của trận đấu chặn bóng chạm lưới của Bắc Đạm.
điểm 20-24 cho Trần Đồn Mến Yêu. Và anh cố tình đánh bóng bạn tay chắn ra ngoài, dành một điểm cho đội Trần Đồn Mến Yêu. 20-24. Đáng tiếc, vâng, rồi pha phạt bóng không có lưới của Hoàng Phú. Hai đội điểm 25-20 và gặp cho các cầu thủ Bắc Đẳng kết thúc ở set thi đấu thứ hai. Cùng Bắc Đẳng giành chiến thắng Chung cuộc 2-0 trước các cầu thủ Trần Đồn Mến Yêu. Giải ba hoặc cả trận chung kết nếu như các đội vậy là vượt qua được trận bán kết. Bắc Đẳng là đội nhất bảng A. Em ơi, thưa quý vị và các bạn, nhì bảng trận đấu tiếp theo hai đội sẽ là hai trận bán kết tại sân số 1, là trận thi đấu giữa đội Cao Thượng gặp đội Trần Đồn Mến Yêu. Các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Khi các bạn xem hay thấy like, chia sẻ cho nhiều người xem. Nhớ ấn đăng ký ủng hộ kênh để nhận thông báo và đón xem video mới nhất của kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Anh Quế. Đánh hai sân.